Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 12 cây cần sub và sub lỡ. Ở đây mình có là 7 cây sub lỡ và còn lại là 5 cây cần câu, là 5 cây cần sub câu lục. Và 7 cây sub lỡ này thì các bạn có thể câu lăng xê hoặc là câu lục bền được nha. Thì chất liệu là cần carbon, chất liệu là carbon và giá mình báo trên video này là chưa bao gồm phí ship. Ship có Tùng Quốc bên mình là 40.000 một đơn, kiểm tra nhận hàng thanh toán. Đây là cây số 1 nha các bạn. Cây số 1, từ số 1 đến số 4 là mình có 3 cây, từ số 1 đến số 4 ở đây là mình có 4 cây Shimano. 4 cây Shimano này là được sản xuất ở Korea, dài 3m9, cứng 20. 4 cây này thì cùng loại luôn nha, cùng độ cứng. Ngoại hình thì nó cũng tương đương nhau, cũng cái này thì ngoại hình nó cũng hơi trầy xước một tí. Thì gốc của nó là phi 22.6. Bát này là bát Fuji FX7. Khoen Fuji loại đá sáng. Cây này có 5 khoen mô hình và đầu bu. Dài là 2, dài 3m9, cứng 20. Ngọn này là ngọn 2.3 ly. Cứng 20. Đây, còn ngọn như thế này. Cây thứ ba và thứ hai đến thứ tư là giống, 2, 3, 4 là giống nhau hết, nên là mình chỉ quay ngoại hình cho các bạn xem có trầy xước như thế nào thôi nha, chứ còn về độ cứng gốc khoen thì thông số nó giống nhau hết rồi. Đây có trầy xước phần gốc như này, thành lắp sơn phần kề gốc nha các bạn. Giống hoa đầu tiên. Ở đây có trầy xước như thế này. Nó chỉ tróc sơn hoặc là tróc sơn nhẹ hoặc là tróc cái lớp phủ bóng bên ngoài, không có ảnh hưởng gì tới phôi cần bên trong nha. Đây phần gốc như thế này. Ngoại hình tổng thể này. Dài 3m9, cứng 20. Cây này nặng là 320g. Cây số 1 giá là 750.000. Số 2 cũng tương tự như cây số 1 nha. Gốc của nó là phi 22.6. Đây phần gốc như thế này. Thương hiệu Shimano, dài 3m9, cứng 20, sản xuất Korea. Bát của nó là bát Fuji, Fuji FX7. Bát gập. Khoen Fuji đá sáng, có tất cả là 5 khoen vô cùng gà đầu bu, dài 3m9, ngọn đó là ngọn 2 ly 3. Đây, ngọn 2 ly 3, ngọn như này. Đây có, đây có những vết sờn như thế này nè. Này, tróc sơn giống nguồn gốc này. Nói chung thì mấy cái này nó ngoại hình nó tương đương nhau nha các bạn, giống nhau hết rồi. Giống ngoài đầu tiên này. Đây, tróc lớp phủ bóng bên ngoài này. Dài 3m9, nặng là cũng là 320g luôn. Là cái này rút về ngắn nhất đều là rút về là 108 cm. Cây số 2 này giá là 750.000. Số 3 đây mình cũng có là tương tự luôn nha các bạn, cũng là một cái Shimano, cũng này là Shimano dòng à. Đây, dài 3m9, cứng 20, made in Korea. Gốc của nó là phi 22.6, bát Fuji FX7. Khoen Fuji đá sáng, có 5 khoen mô hình và đầu bu, ngọn 2 ly 3. Đây phần ngọn như thế này. Cái giống ở trong. Đây có trầy xước như thế này. Cái này là mờ sơn. Nếu kéo ra cái vô nhiều nó sẽ bị mờ sơn như thế này. Phôi còn ok, chỉ có điều là sơn nó hơi... lớp sơn nó hơi xấu, lớp sơn ngoài nó hơi xấu nha.
ngoại hình tổng thể này, phần gốc này. Dài 39 cứng 20, cái này nặng là 320g. Cái này cái số 3. Cái số 3 này giá cũng là 750.000. Số 3 giá cũng 750, số 4. Số 4 cây tương tự. Shimano Holiday Spin. Dài 39 cứng 20, hàng Korea. Phần gốc của nó như thế này. Gốc phi 22.6. Bát Fuji F7. Khuyên Fuji loại đá sáng, có 5 khuyên mua gồm đầu buông, dài ngọn này là ngọn 23. Ngọn như này. Đây. Mà nhìn kỹ thì có vết sờn như này nha. Giống hoa đầu tiên. Nặng 320g. Rút về là 107 cm, 8 cm. Cái này là cái số 4, số 4 giá cũng là 750. Tiếp đó là cái số 5. Số 5 ở đây mình có là một cây Suyumi. Đây. Cái này là một cây Suyumi, dài là 3m9, cứng 20. Tên của nó là Shuttle Cutter. Made in Korea nha. Hàng Korea xuất nhập. Gốc này là gốc phi 23.4 ly. Bát Fuji F7. Khoe là khoen Fuji là đá sáng. Cái này có tất cả là đây, phần khoen này là bị bẩn nha các bạn. Không phải là gỉ mà là bẩn. Cái này có tất cả là 5 khuyên vô gồm cả đầu bu. Dài là 3m9, cứng 20, ngọn là ngọn 2.6 ly. Các giống ở trong này, ngọn này được xương trắng dạ quang như này. Cái này thì các giống ở trong còn khá là đẹp, trầy xước nhẹ thôi. Độ mới cái này mới tầm 75%. Có trời xuất nhẹ dưới phần kề gốc. Giống ngoài đầu tiên. Đây, đây là vết tróc sơn nha này. Ngoại hình tổng thể này. Dài 3m9, cứng 20. Ngọn 26, nặng là 370g. Cái này là cây số 5, số 5 này giá 800. Tiếp đến cây số 6. Số 6 ở đây mình có là cây Russell Spin, dài 3m9, cứng 20. Cái này là hàng Made in Korea nha, hàng Korea. Phần gốc của nó như thế này. Cái này là 3m9, cứng 20, mà phần ngọn nó sẽ dẻo hơn với cây kia các bạn. Ngọn gốc này là gốc phi 20.5. Bát này là bát Fuji F7. Khuyên Fuji loại đá sáng, cây này có tất cả là 246 khuyên mua gồm cả đầu buông. Dài 3m9. Ngọn là ngọn 2.2 lên. Cái này ngọn dẻo nha. Cái này ngọn độ cứng của nó chỉ tầm 3h đến 3h rưỡi bên cần tay thôi. Còn dẻo. Dòng này thì câu lục bền cũng được, còn 5C thì không câu được. Tại vì 5C thì ngọn này hơi dẻo quá. Giống ở trong trầy xước nhỏ như thế này. Có trầy xước dọc ống như thế này. Giống hoa đầu tiên. Cái này nặng là 300g.
Cái này là cây số 6, cây số 6 giá 700.000. Đây, giống hoa vậy nè. Số 7. Số 7 đây mình có là một cây Olympic. Đây. Olympic cây này là được sản xuất ở Cora, dài là 3m9, cứng 20, xúc lỡ. Phần gốc của nó như thế này. Gốc này là phi 22.8 ly. Bát này là bát Fuji F7. Khoen Fuji đã sáng. Cái này có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Khoen lớn. Lô này là khoen lớn hết nha. Ngọn là 2 ly 6, cứng 20. Các giống ở trong nha này. Ở trong là màu nhũ bạc nha các bạn. Đây có vài vết nổ sơn. Cái này thì các giống trong đẹp giữa giống ngoài. Và đây phần này nó hơi xấu các bạn. Chốt sơn này. Với lại cái sơn ngoài là màu, màu của nó là màu nhũ vàng vàng như thế này, nên là nhìn nó không được mới. Cái này ngọn khá là cứng, dài 39, cứng 20, nặng là 350 gram. Cái này rút về ngắn nhất là 108 cm. Cái này là cây số 7. Số 7 giá 700.000. Số 8. Từ số 8 đến số 12 là mình có 5 cây lục. Đây là cây số 8. Số 8 ở đây mình có là một cây Olympic, dài là 3m9, cứng 25. Gốc của nó là phi 24.2 ly. Phi 24. Đây. Màu của nó là màu đỏ, đỏ cánh gián như thế này. Bát này là bát Fuji F7. Khoen Fuji đá sáng. Cây này có 5 khoen mua gồm cả đầu bu. Khoen cái gặp được. Dài 3m9, cứng 25. Ngọn này là ngọn 2.6 ly. Đây phần ngọn của nó như này. Cái giống ở trong thì còn rất là bóng nha các bạn. Đây, rất là bóng. Chạy rất nhỏ như này. Giống bên ngoài đầu tiên này, có trầy xước nhẹ. Độ mới cái này mới tầm 75 đến 80%. Dài 3m9, nặng là, cái này nặng là 360 gram. Rút về ngắn nhất là 108 cm. Cái này là cây số 8. Cây số 8 này giá là 1.050.000. Số 9. Số 9 ở đây mình có là một cây hiệu Siêu Star. Đây, cái này là Siêu Star, là hàng Cora xuất nhập. Dài là 4m rưỡi, cứng 25. Cái này hiện tại là hạ đọt về là còn 4m, hạ đọt 10 cm là còn 4m4 nha các bạn. Bát này là bát Fuji F7. Gốc phi 24. Khoen này là khoen Fuji loại đá sáng. Cây này có 5 khoen mua gồm cả đầu bu. Dài là 4m rưỡi. Hạ đọt về là còn 4m4. Hiện tại ngọn của nó khá là lớn. Ngọn là ngọn 3.6 ly. Ngọn 3.7 ly các bạn. Khá là lớn. Còn là giường rất là cứng nha, rất là cứng. Này. Sắn của nó là sắn gân như thế này, sắn nội gân. Phần ngọn là sắn nội gân như thế này nha. Này, có xíu sắc nhỏ như thế này.
giống hoa đầu tiên. Cái này nặng là 360g. Rút về ngắn nhất là 123cm, là 1m23 nha các bạn. Đây, cây này có 4 giống. Cái này là cây số 9, số 9 giá là 1.050.000. Số 10 ở đây mình có là cây này là một cây Daiko hàng nội địa nhập, dài 4m2, cứng là từ 20 đến 30. Ngoại hình tổng thể là như thế này. Cái này gốc của nó là gốc lớn. Gốc này là phi 30.6 ly. Còn gốc là được quấn da như thế này nha. Giống da. Bát của nó là bát phẳng. Phi này là phi Fuji dở qua. Cái này có tất cả là 6 phen bu và đầu bu, và đầu bu của nó là đầu bu chống sẵn. Đây. Có cái phần gài phao sáng như thế này. Cái này ngọn của nó là hiện tại là ngọn. Cái này ngọn là gần 3 ly mốt thôi. 3 ly đến 3 ly mốt. Đây. Cái này là khoen này là nó bị vỡ một miếng nhựa như thế này. Nhưng mà không ảnh hưởng gì tới khoen nha các bạn. Khoen vẫn ok, không có bị vấn đề gì cả. Cái này thì ngoại hình có trầy xước sát nhỏ, độ mới cái này mới tầm 75%. Đây là giống kề gốc, cái xước sát nhỏ vậy nè. Đây, giống hoa đầu tiên như thế này nha các bạn. Ngoại hình tổng thể. Cái này nặng là 580g. Rút và ngắn nhất là 102cm. Cái này là cây số 10. Cây số 10 này giá 1.000.000. Số 11 ở đây mình có là một cái súp dài 3m6. Súp dài 3m6. Phần gốc của nó là được sơn nhám. Gốc này là phi 23.6. Chất của nó là chất carbon sóng 2 da nội gân nha các bạn. Đây, nội gân từ gốc đến ngọn. Bát này là bát DBS24, bát vật. Khoen Fuji là đá sáng. Cái này có tất cả là 5 khoen bao gồm cả đầu vuông. Khoen cái gặp được. Dài 3m6. Ngọn này là ngọn 2.36 ly. Còn 2.4 ly, 2.3 đến 2.4 ly. Và ngọn nó như thế này. Trong màu rất là bóng đẹp nha. Chất của nó là chất carbon xoắn 2 da. Cái này xoắn 2 da rất là đẹp. Yeah. Dài 36, cứng 25. Nặng là, cái này nặng là 370g. Rút về ngắn nhất là 103cm. Cái này là cây số 11. 11 giá là 1.1 triệu. Ngoại hình tổng thể như thế này.
Cây cuối cùng, cây số 12. 12 đây mình có là một cây đây. Cái này là một cây hàng Cora xuất Nhật SU Sub, dài là 3m9, cứng 25. Đây còn chui được sơn nhãn này. Gốc này là phi 23.8 ly. Bát này là bát Fuji FX7FB, dài 3m9. Khoen là khoen Fuji đó xã. Cây này có 5 khoen mua bằng đầu bu, khoen cái gặp được. Ngọn này là ngọn 2.3 ly. Đây còn ngọn như thế này. Giống ở trong. Cái này thì cái giống ở trong khá là đẹp, trầy xước nhẹ thôi. Giống ngoài đầu tiên. Dài 3m9, nặng là, cái này nặng là 360g. Rút về ngắn nhất là 107cm. Cây này là cây cuối cùng, cây số 12. Cây số 12 giá 1 triệu, ngoại hình tổng thể này. Thì ở đây mình đã giới thiệu qua tất cả là 12 cây cần xích lỡ và cần xích câu lục, câu lăng xê, câu lục bền. Thì các bạn lấy cái nào các bạn comment dưới video hoặc là gọi điện trực tiếp cho shop qua số trên màn hình nha. 0903 154 91. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.